Cấm tạm con rồng gì đấy đã. Con rồng trước nhá, con rồng đồng bi nhá. Thôi còn con rồng này ạ. Con rồng với cả con Olaf đi, xong rồi để xem bên họ cấm như nào. Bên họ mà nhà tướng thì bên mình nhà tướng nhá. Trời, nó ban Ly Ly luôn anh ạ. Nó ban Ly Ly luôn rồi. Rồi cấm sạch Cham đi. Ok. Cấm Olaf đi, cấm Olaf đi. Bây giờ như này nó không dám đánh Olaf đâu mà cấm đánh giải nó không dám đánh đâu. Thế bây giờ ban cái gì? Bây giờ ban cái gì? Giờ cấm con mấy con bát như con trời nó ban Ly Xin luôn. Chắc chắn rồi. Ban Ly Xin luôn. Con nào em? Đưa ra. Tí chắc chắn là slot thứ 3 này con EZ đảm bảo. Ok. Thằng rồng nó đi AD, thằng rồng nó đi AD, quên mất rồi. Thế bây giờ các công bảo tôi ban con gì đây? Này công ơi, bên này cũng ban này không? Bên này cũng ban Ly với cả Ly Xin thì khác gì nhau đâu. Bây giờ anh ban. Không khác gì đâu. Ô sao Hà. Sao qua đi khắp. Trần My nhá, chào bạn nhá. Sao hồi stream anh bảo không cấm nhưng mà bây giờ mọi người bảo cấm mà. Anh đâu muốn cấm đâu, mọi người kêu cấm mà thì cấm thôi. Đó bây giờ có EZ chưa? Fix EZ cho sẵn hết không? EZ đâu? Fix EZ được. Mình sẽ fix EZ cho em nhá. Alo. Fix hoặc là ADAD đều được mà đúng không? Cấm JC anh ơi à? Gravet với cả JC à? Ok, fix điều đây, fix điều đây. Ông đi rừng này. À, đi top. Sơn, anh Gozon đi mid đúng không? Chưa biết đâu, chưa biết ai đi top đi rừng đi mid đâu. Chia lau luôn tung hết lên này. À Gravet à. Gravet rồi. À ông phải chuyên đánh Gravet rừng đúng không? Duy đúng không? Duy 100.000. Ai bên mình ai đi rừng nhở? Trở lại bên là bên mình ai đi rừng đấy? Trở lại bên mình ai đi rừng? Nghe bài em à. Hiếu hoặc là để anh đi rừng một trận đầu cho, trận sau anh đi lên cho. À. Đấy trận thì chắc là No Way em định đánh gì đấy? Đánh AD gì đấy? Để thế pick cái con Ezreal trước đi. À nhầm pick con Thresh cho đi anh. Anh đánh rừng tanh được không? À anh định đánh con này này. Anh đánh con đấy hả? Ừ. Đây anh đánh con đấy lục qua là cướp hết rừng anh cẩn thận đấy. Cùi tùy anh à, đánh đi anh. Con nào được. Sợ gì em ơi. Chơi đi anh. Ok. Tùy anh rồi. Nhiều với cả đi rừng. Thằng gầy đi top à? Một đêm thôi, mình đi rừng một đêm. Top. Anh em nhìn tôi là đánh lên nữa à, anh còn gì đó. Giờ ban gì này gầy ơi? Em ở bên đấy nhiều hơn, bây giờ em ban gì này? Kèo là kèo danh dự không để. Xem người ta bên kia có điều kháng phép không? Giờ nhá, ban cho em con set. Con gì con set à? Set. Ok, con gì nữa? Nói đi. Nói chung là con này đi rừng chắc chắn là thua con Gravet rồi. Set với con chắc đấy ông à, đừng chắc đấy. Anh Steelnet là anh ấy top 1 cờ đấy bạn ơi. Nhưng mà bây giờ hết rồi. Ngày xưa nhá, top 1 cờ ngày xưa các bạn ạ. Top 5 em ơi, top 6 em ơi. À top 6 rồi anh. Bán gì nhờ? Xét à? Gna trước gì? Ban của thằng Hà đi. Ok. Sunnet ơi, mấy em bị vòng chưa? Nó bị dính ngay quá. Nó bị dính ngay quá. Đây. Chiến KDA không. Gna phải con gì nữa nào vậy? Anh em cứ khinh mình đi, Nick của thằng này nó bị ấy quá. Mình đi vòng với set thì con nào mạnh anh nhỉ? Hả? Công với set thì con nào mạnh? Wukong với set á? Hai con nào cũng mạnh nhưng mà em muốn ba con nào thôi. Wukong sẽ mạnh hơn đấy. Ông này mắt hơi thâm nhỉ em trai nhỉ. Ban Wukong nhỉ? Căng quá anh em bạn, game căng quá. Wukong sẽ khỏe hơn nha, Wukong khỏe hơn con set đấy. Wukong. Game sau chắc là phải cấm Gravet luôn đấy. Rồi ok. Kèo danh dự anh em, kèo danh dự phải ban Cham thôi các bạn. Ad luôn nha Hiếu ơi. Thôi để xem nào, xem nó pick cái gì nào. Cảm ơn Hiếu nhiều nha Hiếu. Bên kia rắn là bên kia rắn với bò. Em đi để em gửi 2 năm mà đây em. 2 năm. Salad luôn. Lấy mẹ salad của em rồi. Lấy salad của mày rồi kìa, mày lấy chơi gì? Cho để top sau đi. Rồi bên mình cấm Olaf rồi mọi người ạ. Top sau đi. Bên nó khá là nhiều bò, thread là cái bảng này mình sẽ lấy con gì đi bây giờ, lấy con tướng gì này. Lấy con Kai'Sa cho em anh ạ, lấy con Kai'Sa cho em đi. Con thực ra để máu con hơn đấy, tí mình lên một cái đồ kháng phép vậy. Chứ Bích Carita không được rồi, Bích Carita là có con rắn rồi, không chơi được. Nếu vào game mình sẽ không được vào group chat đâu. Tập trung chơi ạ. Kai'Sa là hợp lý anh ạ. Anh Hiếu giúp cho em đúng không? Không, mình ad từ nãy rồi, phải chắc phải tầm chơi một con phép nhá, để em ăn với bạn rồi đấy. Đây anh em. Anh Dũng ơi, ôi, nói chuyện với anh em đi nào. Đây. Anh em viewer thông cảm nhá, là mình phải tương tác anh em ạ. Con Vladimir đi. Vladimir hả? Hơi thiếu đam nhỉ. Trời ơi, cái gì đây? Mình là có bạn là Hiếu đi support. Hey, what the hell? Không biết đâu. No way đánh cai xa anh em ạ. No way biết đánh cai xa luôn đấy. Từ mic ra bao ao ra vô lại à? What the hell, không có mic. ZZ. Không. Thế là ra bích lại nhá, Ui, thì cứ nhìn đi, anh em cứ xem đi. Tôi bây giờ làm mọi người thất vọng không? Ra bích lại như vậy đi. Ê, bảo bên kia đi. Gầy bảo bên kia đi. Đánh đi vai kinh của anh em ạ, là vì ai không thích. Sao đấy? Thì bích và la cuối mà. Bích và la cuối đó. Bảo đi gầy. Alo gầy ơi. Hiếu gì anh Hiếu 30 rồi à? Mình không biết. Để mình hỏi tuổi nhá. Hiếu ơi. Vô này. Hiếu đi ơi. Ông em kia không có mic rồi. Hiếu đi ơi, bao tuổi rồi? Sinh năm bao nhiêu? Để xin hô cho dễ. 21 mà. Ôi đi. Cấm đi nhiều đấy. Sinh năm bao nhiêu ấy? Cấm đi nhiều ơi, cấm đi kìa. Cấm gì nhỉ? Quên nói. Trời anh cấm bừa đi anh. Bừa đi không phải mấy con. Anh cứ cầm mấy con Olaf, mấy con Van Cham ấy là được rồi. Ok. Thấy anh Fit bảo anh dùng cái thôi á, anh cày lâu lắm rồi. Anh cày từ 2014 2015 rồi. 5 năm rồi. Anh nghỉ làm 2-3 năm rồi mà. Rồi mới chơi quay lại chơi game. Hello anh em nhá, hello các bạn. Chúc anh em chiều mát mẻ nhá. Mất tay rồi. Anh em mới vô giúp cho em xin 1 like 1 share với. Cảm ơn mọi người nhiều. Thank you anh em. Xin info áo á, cái áo này là mình cái đợt đi đánh giải VCS ở Thụy Khuê ấy. Cái gì mà VCS ở Thụy Khuê vậy anh? Đánh giải VCS ở Thụy Khuê đấy chứ, chịu rồi. Nó ở chiếc xài đấy hả? Quán ở chiếc xài đấy á? Chiếc xài nào? Anh em ơi, mình không biết bao tuổi rồi, mình không biết làm nào. Quay cái quán ở ngã tư đấy gì? Hỏi một đúng lần nữa. Skynet á? Lâu rồi, ngày xưa cái đấy lâu mà. Còn slot cuối pick lại đúng không? Hello Việt Anh nhá, không slot cuối mình là Vlad đấy anh. Vlad đấy anh ạ. Anh có đọc comment mà Trần Anh có thôi. Lúc em nói gì không nhỉ? Nghe rồi đấy em. Có nghe mà. Trời ơi cái mic của em bị gì vậy? Được rồi đấy. Bây giờ có vấn đề gì anh không? Ok được rồi em ơi. Chuyển cam sang trái đi đó. Chuyển cam sang trái nhá. Ok. Anh Hiếu á, anh Hiếu hình như thấy bảo là 89 nữa sao ấy. Anh Hiếu 89, anh Hiếu 91, anh Hiếu 93, anh Hiếu 97, anh Hiếu 2K1, anh Hiếu lại anh Hiếu ATM rồi các bạn ơi. Là anh Hiếu 89 này. Không hiểu. Rồi. Bên em thì cứ anh Hiếu 2K4. Chắc hợp lý nhất rồi nhỉ. Vừa la rồi nhánh phụ để gì mọi người? Trời ơi ông chơi mà không biết vừa la để nhánh phụ gì nữa, đập cho mày chặt bây giờ. Mới để cái áo trong mây. Để áo trong mây. Áo trong mây với cả cái một là cái thăng tiến sức mạnh, hai là cái tập trung tuyệt đối ấy. Đấy là nhánh chính ở đây, đấy tăng tốc pha rồi đây. Thế á? Nhảy được không? Đánh phụ ấn để giày cũng được, để giày với hồi chiêu cũng được. Em hỏi là bảng phụ ấy. Em đi nhá, em đi em nhá. Bảng phụ thì em để giày hoặc hồi chiêu cũng được. Cái bước chân màu nhiệm với cả cái thấu thị vũ trụ ấy. Máy dọn lính hay là cái háo hức anh em ạ, háo hức ăn hàng. Có trên YouTube không anh nhá. Vlad tăng tốc pha thì lấy giày với cả cái thống thị vũ trụ ấy. Chơi mát làm gì có ai đá mát đâu. Mọi người chơi còn chưa xong đá mát gì. Pick con gì nhỉ? Để cái đồng cát nhở. Đường hồ cát, đúng cát làm gì? Không cần hồ cát đâu. Anh em ơi. Dọn lính hoặc giày nhá. Cái ông Ngô Văn Thức nhá, ảnh thờ cái gì đấy. Ok anh Bình Nguyên ơi, ok anh nhá. Anh em cứ coi qua bên kia đi. Anh nhớ check xem có con 28 không nhá. Nãy mình lỡ đánh rồi. Hỏi luôn team bên nó khỏe quá nhỉ. Team bên kia trâu quá. Team bên kia hơi trâu nha, đấy. Từ để em xem nào. Khó nhằn quá. Không sao nhá, cứ oánh pha bình thường đến. Cứ farm thôi đúng không? Cứ farm thôi anh ơi. Team mình toàn lết không à? Anh giỏi nhất là farm. Farm đi anh ạ. Anh bao nhiêu tuổi á? Mình 93 bạn ơi. Hôm nay chơi con IG Kai'Sa nhá, lâu chưa chơi con này. Con này nhìn đẹp phết. Anh tin anh em ơi. Ôi giời, còn được hết không anh ạ? Sayoji à? toàn những người đánh chuyên nghiệp đấy, toàn mấy ông đánh VCS đánh chuyên nghiệp hết, mình chỉ vào cho vui thôi. Yo danh dự đấy. Đánh nào biết rồi. Thua là tập trung nhanh ơi. Tập trung đấy anh ơi. Lương đã hết rồi. Tập trung được. Con gáy nhanh lên nhá, gáy là phút luôn đấy. Bảo Ngọc tôi chỉnh rồi. Anh em nhớ nhắc mình không được gáy. Game này ui rắn đi bot rồi. Để cam bên cạnh bản đồ là hợp lý. Đừng bỏ qua zone với throw thi đi bot rồi. Để ý nhanh nhá. Cẩn thận phẩm anh đấy. Cho bé nó đi em kia mà chính xem mình là bé nào đừng đi đường chắc luôn á. Lời chọn tuyệt vời của em thì em hãy. Ui anh em thấy ai hát chưa? Về bên này tôi sao lại nhìn về bên này. Cái gì đấy? Cứ hát nữa chứ. Nói với em không như ý. Đưa ra xem nào. Tập trung team em thấy không? Mình 100 điểm thông thạo luôn của. Dạ anh ơi đánh BO5 anh Linh ơi, đánh BO5 anh ạ. Rồi nha, BR này. Team mình là team 1 đúng không? Đúng rồi. Team 1 à? Thôi chia ra đép đi. Đầu đây đầu cướp vào đâu? Đi này đúng không? Đi đất để mình vào chỉnh. Yo đánh trò. Yo. Mắt để 29 độ vẫn lạnh chứ. Điều hòa. Mọi người. Nghe này em ơi. Gì nhỏ no way côn đúng không? Em anh ơi. Ok nhá. Đánh nhá, tập trung nhá. 10. Tập trung vào trận đấu nhanh nhá. Ok em. Lương cả đấy bạn. Lương đấy. Anh em cho xin phép nha, tập trung tương tác với cả anh em ở trong trận đấu cái nhá. Tí nữa anh em viewer thì mình sẽ nói chuyện sau nhá. Vôi kia còn mạnh không? Sát lên đấy, phải mua kia nhỉ. Bạn đấy cũng từng thách đấu tốt, thách đấu đơn đấy. Em đi với cả thằng kia em lên đấy nữa. Đấy á, gầy đánh bờ la là phải. Gầy đánh bờ la. Gầy đánh bờ la. Con này sao mà win đó? Ui. Em nhìn đây này. Cắm hộ mình cái mắt ở đây với. Qua cướp đấy nha, là qua cướp đấy. Ở đây thì em đi tìm qua rồi không đâu. Không qua đấy anh. Tìm nó qua được mà. Cắm nếu mà em quen mỗi đâu quay ra anh em ạ. Ê min ra đây cắm này, SU ra đây cắm này, chưa top cắm bây giờ không có mắt tí sao đánh. Tôi cắm ở cái đoạn này này. Đó, đoạn này là ok nhất này. Đấy nó qua này, dính qua là qua cắm mắt này. Rồi nha, một mắt đây nha. Cắm mắt ở đây không sai mà. Nhận nữa hả? Với 2 bình máu. Mẹ nó có điểm máu đâu, tự nhiên mình mua này. Ok được rồi, cảm ơn anh em. Đường này dừng ăn red à? Đường red á. Quên mất anh em ạ, mình chưa tắt biệt cây, bảo sao mà không W được. Đâu dừng lu nha, dừng lu nha. Tắt cái biệt cây rồi. Dừng blue ấy. Đang đánh sâu mét à. Anh ơi cứ cố góc kéo anh kéo nhá anh Hiếu ơi. Ok. Hai anh ơi. Rồi em ơi. Sao? Không sao anh ơi. Nó hết mana rồi, Anh canh lên kéo nó là hết mana. Nó phụt một lúc nữa là nó toang rồi. Đường đang ở trên này này. Ok. Đang trên red á. Hình như tiểu game hơi to đúng không? To bé. Để em bị canh được vào cái thì mình để canh cái. Thôi khó canh đây này. Ê, dừng nó đây này. Đấy, dừng trên đấy mà. Dừng trên mà. Không không, đánh này. Hai anh ơi, đừng mất lát kìa. Đừng mất lát nhá. Ra đây. Bắn luôn. Anh đừng cover em nha, anh đứng trên anh cover em cái nhá anh. Anh em nhá, hơi dễ nhá. Nó chết rồi không gáy, sorry nhá. Nó đập em đấy. Phải kéo được. Từ từ anh ơi. Quả là không cần flash đâu, mình nghĩ không chết được. Nhưng mà mình sợ nó flash đánh một cái. Thằng sao hết mana rồi đấy anh. Dừng nó giờ xuống ăn cua dừa đấy, anh ơi, lùi xíu này. Dạ. Canh nó lát lên nó chơi đấy nhá. Okay. Anh đứng anh canh lồng đèn cho em ấy, đứng canh lồng đèn cho em này. Nó đang xuống ấy, nó đang xuống đấy. Dừng nó đang ở cua dưới nhá. Nó canh lát lên chơi đấy. Alix nó muốn đánh cả, Alix muốn đánh cả. À, nó canh lát lên chơi em đấy, anh canh lồng đèn lên là được. Anh canh lồng đèn nhá. Sao nào? Quay đây nó canh này. Nó canh đấy nhá. Có thể lại nhá, Dừng mất flash rồi, Cứ ở mid farm đi, đừng tới lên xuống. SU thì cứ farm đi, không cần tới lên. Được rồi. Biết mình đánh hay lắm mọi người ạ. Chủ mấy net quảng cáo luôn. Đâu nhưng mà no way đánh hay hơn. Đánh lại vẽ rồi. Mid lùng nha, mực mid lùng nha. Đây góc này này, trên rồi kìa. Anh ơi thấy là có cua dưới đấy, có cua dưới đây. Có cua dưới nhá. Còn cua dưới này. Ok. Đấy anh ăn đây, anh ăn luôn. Gãy ăn mà máu rồi à. Em cứ bỏ ngoài đi chứ. Không sao đâu, anh cứ cho nó đẩy đi. Em không thấy Silas đâu ấy nhá. Ui, ông này không ăn rừng. Anh ăn rừng đấy là nó vào được là em chưa kịp vô đâu nha anh Dũng ơi. Em yên tâm đi, anh control được. Control được đúng không? Anh làm được, Rồi nó vô kìa, nó vô hai thằng kìa. Nó vô hai thằng kìa, thấy không? Không thấy. Thấy dân đi là vừa anh. Không là thấy, không là thấy cảnh đấy. Nó về rồi. Mình đang canh mít mọi người ạ, nhưng mà mít đẩy cao quá. Mà thôi, giờ ra không được. EZ, kinh lắm anh em ạ. Anh Dũng ơi, xuống cover em qua này em đẩy về cái anh Dũng. Anh xuống luôn đây, Em về. Xuống đẩy qua này cho em cái. Đây. Đánh đừng nhá, đánh đi quá. Không nha, đẩy qua này về nhá. Con này lên 6 cỡ này. Em về anh Hiếu ơi, đẩy. Đẩy xong về hay sao? Em về. Anh đi sau luôn nhá. Thế con nãy mình tạo đâu. Mình bây giờ mình chỉ đi tí nữa ăn mục tiêu rồi với kiểm soát thôi. Lôi xíu. Gì? Hả? Đợi anh xíu đi. Đang đợi lấy đồ đã, từ đi. Đi qua đi. Con Silas nè, con Graves nè. Rom no way à, ok thì nhá. Quên mất không đọc chat. Đi anh ơi, ra này. Nghĩ kiểm soát ông Hà lại cái đứng như thế không dám lên luôn. Ai cần canh báo nhá. Thằng Bét đây nhá, gái ơi. Tốt nó về nó chạy bộ lên đó. Tại vì không có tầm. Boss nó đi rồi nhá. Boss nó ra kìa, boss nè. Về luôn nhá. Đánh được này, mít này. Đông lắm đấy nha. Mình ra được từ từ thôi. Canh nó ăn thì mình ra thôi nha anh nhá. Mình đừng mở trước để cho nó mở. Rồi mình cứ farm đã. Mở trước lên nó. Nó ở trong rừng mình lúc này. Đây canh gầy. Mát không có mát đâu. Có mát này. À đây. Mình cứ làm trước con này đã để lên cấp đã mọi người ạ. Từ từ nha. Làm luôn con này đã. Rồi. Chơi này luôn anh em ơi. Ok. Dòng luôn cho em, Em đánh kinh quá anh em. Mọi người đánh kinh quá mình chẳng cần làm gì luôn. Ăn cua này. Có blue này. Nó có blue. Rồi nó ăn blue rồi. Rồi, này còn blue nhá. Nhập. Lùi này. Con của La này nó tham dễ mà. Anh ơi ăn đi. Phan đi. Cho anh à xin nữa. Tôi xuống tôi lâm tả xong bây giờ cái đoạn cổ tay nó cứng hết vào. Không chỉ được. Nó ra mít kìa EZ rồi. Lùi nhá. Đấy là mít nó à đâu, AD nó lát này. Sai lát này. Đánh giá là hơi non anh em ạ. À em ở lại à. Bắt ăn hết mana nhá. Tầm được cái kéo thôi. À, mất tốp này. Anh Dũng ơi đánh kiểm soát lên trên nhá. Không anh ơi, không anh. Đánh chuyển tháp lên trên đi. Lên trên đi anh. Tôi nghe cô anh em ạ. Đánh lên trên đi, đừng xuống. Không thấy gì lát nhỉ? Anh đừng. Đẩy tiếp anh. Đẩy con này về. Đánh con này cho nó có chất nghệ mọi người ạ. Đánh mấy con kia hơi dễ. Có lòng nghe, ăn đủ mana lòng đấy. Dạ, đẩy đi anh ạ. Con này của mình có cái nhảy này mọi người nhìn này. Em về cái cho anh. Rồi ok. Về đi anh. Rừng nó đang về ăn hết nha. Anh ơi lên sứ giả này. Ok. Cái vòng lên này. Con AZ đi biết có cần blue không? Mở sứ giả đi anh. Mất sứ giả đây cái cho, không sứ giả thôi. Alo anh ơi, mở sứ giả đi. Em lên này. Anh đi không sao đâu. SU ơi. Em vòng xuống bot cho anh này, em vòng xuống bot qua này cho anh. Vòng đét bên này đi. Né vào trong là ai đây này? Ừ, vòng đét xuống đét đi em, xuống đét đi. Rồi. Hay à. Sứ giả luôn nhá. Chưa thấy hay. Chết rồi. Hay à. Ơi. Em lên này, có em xong đít luôn này. Rồi, hay rồi. Khó một lát rồi nhá. Ok, sứ giả luôn nhá. Anh hiếu. Tâm biết anh hiếu ơi. Chạy ra đi. Em. Rồi, em ra này. Dạ. Rồi. Cứ dead bot thôi nha em nhá, cái đợt nó combo chết đấy nhá. Xuống này. Anh xuống cover đi. Ai anh ơi à, ui cứ khen thừa thôi. Xuống cover bot đi anh. Em xuống lại. Ê, dặn không lát nhá. Dặn không lát á. Lại kìa. Được rồi anh ơi. Nó tê lên là bỏ đi. Em về lại đi em. Được rồi. Anh Dung ơi, xuống bot này. Xuống luôn anh ơi, xuống luôn nhá. Luôn. Xuống luôn anh. Bot nó hết máu này anh Dung. Hai mạng này. Hay vào rừng này anh Hiếu ơi. Về. Thằng Alice vào ấy chứ. Em đang qua này. Bọn này đánh ngon. Thả không đi anh. Có rừng chết rồi. Nó mất tele gì không? Nó suy lát không tele nhá. Nó chưa có lát đâu anh ơi. Lùi nha, không được. Không anh nó có rờ mà. Không biết rồi đâu. Ăn được trụ đầu là ngon nha. Hay vòng bot cả hai anh em ơi. Vòng nhẹ bot cái này. Có người nhá, có người bot nha. Có người. Cứ vòng nhẹ bot cái này. Dừng nó này. Dừng nó mới back rồi. Em. Ok anh ơi. Rồi lùi anh ơi. Rồi. Có mỗi con đấy thôi thì hai thằng ở boss rồi lại bảo không tay. Về quý vị kiểm soát dòng này. Anh về nhá. Về đây anh ơi. Anh ăn nốt hai bãi anh về. Về anh ơi. Đây cover cái. Này không thấy gì lát này. Có đấy này để em nhá. Lùi đi, top lùi đi. Hơi khó rồi. Không tha chi lát nha. Mình đồng quá anh em bạn mình lên không làm được. Lên top rồi. Rồi. Thôi lùi đi. Ôi giời. Ok anh ơi, hai. Đây có tele. Đang lên này. Hai anh ơi. Quay. Anh ơi, canh vòng qua chết thằng rắn luôn nhá. Tới rồi này. Anh Hiếu ơi, tí cắm mắt cho em đi, tele đánh bot của anh Hiếu ơi. Ở đây cho em cái mắt. Đấu quay cùng anh em ơi, mình phải tiếp tục tuyệt đối nha. Bot này, xuống bot này. Bot dầu này. Pha này đánh bot này. Nó full bell rồi nha. Nhớ nha đi. Ăn đấy salad không lát đấy. Salad không lát nha. Anh Hiếu. Đấy anh ơi. Cắm ở đây cho em mắt. Đấy anh ơi. Rồng nhá, xuống đây. Sát này đấy, xuống đây về anh. Em đẩy xong chưa? Ai lọc anh bot em nha, mít cả. Rồi ok được rồi. Clash không lát nha, à đâu Clash không rờ nha. Móc anh. Lên. Đây. Ở đây, ăn lồng đèn à. Bỏ quả này. Ê. Đừng nha, báo theo đừng nha. Thôi được anh ơi, hết rồi. Ăn dòng lên. chạy vào đây đi, chạy vào đây đi. Sợ của nó ra ấy. Có ăn được không? Chạy qua là đủ tầm nó xạ mà. Chị nãy đứng hơi cao. Gan đi, gan đi, gan đi. Không biết mà nó rời lại. Ăn được anh em ạ. À, ăn tù xuống kìa, nó xuống kìa, nó xuống kìa. Cẩn thận nhá. Sao đâu. Ăn được mà, lùi đi, lùi đi. Đây lên anh nhau. Ra đếp cái mít cái. Em mồm hết mặt. Ô gì vậy? À, về về. Xuống lấy cái trụ trước này. Gầy gầy. À, em đấy. Bớt đi em. À, anh lồng đèn à? Bớt anh à, tốt anh ơi, lên tốt cho gầy bớt đi. Quên đấy, quên không để ý. Bao nhiêu bước chân của em. Sorry em. còn tay lai nhá, còn tay lai nhá. Sorry. Tốt là gầy à? Ừ, không biết, nhìn tên nó không biết ai cả. Tốt là gầy. Lên tốt này anh ơi, giơ là đây. Lên giơ luôn nhá. Nga luôn, Nga. Ai nó farm xe. Nó chết rồi đấy. Trời ơi, ăn hết mạng luôn. Ăn con này quá. Ăn hết mạng luôn. Anh Lũng ạ. Hoài luôn. Có tài là chưa vừa lá. Rồi mà farm đây đừng tê lên em ơi, cứ ở mid farm đi em, cứ đẩy mid cho anh lên, đừng có đi đâu cả. SU ấy. Có mục tiêu anh côn thì đi này. Ê, có mid lên này, chơi không? À đi bên kia là sơn đậm sâu các bạn ơi. Đây nhá. Chắc chắn nó không có mắt đây rồi nhưng mà mình cứ cắm cho chắc. Đây. Bon này. Anh hiểu vào rừng đấy anh hiểu ơi, anh chạy vào rừng đi. Góc này này anh ơi, đừng chạy góc kia chết đấy. Đây chúng có 4 thằng nhá, 4 thằng trong này này. Bò lên nhá. Này bò này. Ê qua này. Chơi rồi vòng ra bên này rồi. Chơi sai lát nha. Bò đấy. Ai qua này. Bò hoặc là sai lát đều được nhá, con bò lạc này. Thôi kiểm soát lấy mắt ra được rồi. Anh hiểu ơi, đi theo em. Đi theo em. Đây nè. Đứng góc này anh. Đi góc này. Rồi mình cứ đi theo AD rồi. Đứng đây. Anh đứng đấy đi. Có mắt ở đây này. Chứ ở đây không mắt đâu. Con nó rồi nó chơi luôn kìa. Chỗ này có mắt. Nó tính chơi nhá, nó tính mở đấy nhá. Từ đấy. Mắt đẹp này. Nó anh cho chơi luôn không? Có mắt đằng sau này, mình câu này đi. Câu này mở không mở này anh ơi. Mở này cho nó gầy nó tê lên này. Anh đẩy nó về. Ăn sứ giả đi, cho nó tê lên. Bỏ nhá, nó bỏ. Bỏ. Hát thế anh à? Ôi, tìm bên kia canh kinh lắm em ạ. Em ăn à? Anh ăn luôn rồi, anh hỏi em ăn à? Chán được chứ, anh với nhà em. Nghe buồn được chứ. Anh tưởng em không ăn, anh bớt đi. Con tiếng rồi. Đứng qua này, cao quá. Canh cover em nhá. Canh cover em cái nhá. Vét đây có vét em farm. Không đèn cho em ơi. Tầm này không cần farm. Đây anh Dũng ơi, lên đây anh Dũng ơi. Anh lên rồi. Đây góc này. Vào đây. Mình ăn hết mấy cái mục tiêu này của nó anh ạ. Rồi ăn sạch luôn. Rồi ông gì còn ông công ba gì này. À canh kéo chơi đây. Hai anh ơi, lùi. Lùi nhá. Đây, đẩy tốt luôn anh ơi, tốt luôn anh Dũng ơi. Ok em ơi. Bốn boss rồi. Thả đi anh. Thả sứ giả luôn anh. Luôn đi. Này tele được qua này. Cứ nghe no way không kìa. Nghe no way không. Đây ba boss. Dead ra. Lấy dead đi. Nó trong rừng mình ấy, nó đang ăn dead trong rừng mình nhá. Lùi lại. Lùi đi. Lùi xíu lại. Ai nó chưa về nhá. Ok, lùi lại. Thế anh ơi. Cứu em với. Chạy đi. Té đi, được không? Đừng tê lê, anh bảo đừng tê lê. Lùi anh ơi, cứ lùi đi. Lùi nhá, cứ lùi nhá, farm đi. Cái đâu rồi đó. Về. Red con rồng này. Ôm mít này được ạ. Trận này không cần lên dốc máu thì nó lên tầm nó chắc luôn. Mua mắt tím vào nha anh em. Mắt tím vào nha. Nhưng mà đấy cũng có mắt kính trên người không? À, quên em không mua kỹ thư rồi. Qua này, mình qua mình kiểm soát này. Lâu rồi mình không chơi làm sao mà mình đánh được nhiều con rồi. Qua kiểm soát đây, qua kiểm soát đây. Nó ra mở trứng à, nó bị đi chung luôn, ra luôn. Đây ra luôn anh ơi. Từ từ nhá. Bò này. Đẩy mít lên, đẩy mít sang này đây. Em đẩy mít lên, đừng đánh. Em đẩy mít cho anh. Okay. Đẩy cao lên. Đây là tele sau đít nha. Một tele sau đít này. Đấy luôn hay là xuống đánh nào? Đánh này, xuống đánh này. Vừa la đầu à. Bò hết bọn trên này rồi, anh cản hết bọn trên này rồi. Từ từ đó. Em chưa theo được. Khó quá mọi người ạ. Chưa còn bát căng quá. Ăn rồng anh. Ăn rồng em. Hai em ơi. Ai bắt hết bọn này, trong này. Ok. Nhét luôn. Ok, mít luôn nha, bot luôn nha. Không cần làm gì luôn mọi người ạ. Đánh con con rẹp đi. Con hồi cho máu. Lùi đi anh ơi, đủ rồi. Về này. Ăn hết rừng đi nhá. Ép vào được cái gì đã hủy. Con gì đấy đâu. Ăn hết rừng trước khi về nhá. Con này. Ok, đủ tiền rồi, ngon. Baron không, ép Baron đi thì mình đang mạnh hơn nhiều. Nên là qua em ăn con red rồi thôi. Đang khỏe lắm nha, đang khỏe lắm. Từ ăn red rồi đó. Có lồng đèn em nhá. Tiền nó phải lòng lắm đó. Anh đánh được không kìa? Lôi. Kệ đó. Bỏ đây. Đánh luôn nhỉ? Đây. Giết rồi. Dạ, anh phải gọi lắm nha, được rồi nha. Bảo anh ba thôi nhờ, nó có 3 người thôi. Rồi, chết hết đi. Ok. Đánh. Theo nhá, dí nước này em, dí nước này. Dí luôn anh. Dí tới luôn. Ok, mất lát à. Không được. Thôi nhá. Sẵn đè xuống bot đi em. Đừng lo đâu anh. Bot á. Bot đi em có tele mà. Cứ đẩy bot kia đi. Mục tiêu này. Đi ăn ra. Đâu quay ơi, ra đây. Mèo. Ăn qua này. Nó có mắt này, nó thấy rồi anh. Nó thấy á, nó ra đó. Anh canh được á, em bắn được không? Tí là nó ra anh. Em nghe anh nha. Con này nghe anh nha. Hay là không ra rồi kìa. Đâm luôn thì ăn nó nhá, nào đâm luôn ăn nó nhá. Ok, đâm con này luôn nha. Cứ đẩy bot đi. 4 đang trên tốt rồi em. Không ra đâu. Cứ đẩy bot tiếp đi em. Rồi lùi đi. Đẩy mid đi, ôn go mid win luôn. Nào win được. Win luôn được. Một quá rồi. Đi dừng farm test của AD à? Vừa la lên top em ơi. Vừa la lên top đi cả. Có giờ cần lính đâu. Vừa la lên top đi. Đấy bên này có 2 thằng này. Cây đâu rồi cây? Top em. Lính top kìa. Em lính top trong vòng qua đây này. Em đẩy top lên cao đi. Em đẩy bóng hay là mình đánh mic luôn nhỉ? Từ em ơi, đừng đánh. Mình cứ từ thôi. Vội Hà Nội không vội được đâu. Hà Nội không vội được anh em ơi. Cứ từ. Gầy em cứ đẩy lên top đi gầy. Mình đang có lợi thế mà mình vội làm gì? Vội là dại nhá, từ thôi. Cơ rep của mình khỏe hơn. Đánh cho nó ức chế anh ạ, đánh cho ức chế chứ là mình phải rửa máu liên tục anh ơi. Đó. Win trong tư thế đánh giải. Anh em đã xác định game cô thì đánh phải từ anh ạ. Ok. Rồi chứ anh. Đó, đúng rồi, cứ từ lên thôi. Bắt nó phải mở trước nhá, mình không mở nhá. Bắt nó phải mở nhá. Cứ rửa máu lên sẵn này thôi. Hai em ơi. Canh bò lát anh nhá, anh hiểu đứng xa thì anh hiểu ơi. Từ thôi. Đó. Nó vội mà. Cứ từ anh em ạ. Đánh được này. Sơn đậm sâu rồi, nó vội lắm rồi. Rồi ok. Mít là xong rồi nè. Mọi người này kinh quá. Team này hát quá em ạ, không tống hài được rồi. Anh bảo là đánh danh dự còn gì nữa. Không dám hỏi mấy câu ngu. Team này hát quá em ạ. Hát quá, không hợp mình lắm luôn. Chưa đi win được 23 phút win được. Mới game đầu anh ạ, mới game đầu thôi. Nhát tương tương nhá, nhát tương tương. Anh em ơi, EZ đánh kinh mà. EZ đánh hơi ghê đấy, đùa, giỡn hoài. Giỡn hoài. Trận sau mà bên kia không cắm EZ thì chặt đầu tôi đi. Hay quá anh em ơi. Anh em đánh nếu chết. Ai rảnh đá stream đâu, ông bị anh công bị ngáo à? Cái gì đấy? Ai bảo đá stream đấy anh? Ai bảo đá stream đấy? Mình đánh còn căng hết cả cơ, kêu đá stream thì hỏng. Một màn hình đọc chat, một màn hình chơi game và một cái điện thoại để xem livestream của thằng Hà chứ có đá stream đâu. Đá stream cái gì đấy? Ui, xe bạn đấy.